DJI Action 2, đây là một chiếc Action Cam có khả năng quay 4K 120 frame, màn nặng chỉ 56 gram thôi. Và bên cạnh đó nổi bật là cái ngàm 500 rất là thông minh. Nó đã thể hiện được cái sự độc đáo so với phần còn lại của thế giới Action Cam. Cảm ơn VJ Shop đã cho mình mượn hai cái combo này có thể trải nghiệm và gửi đến anh em video này. Ok, cùng vào video thôi. Cái phần ngàm 500 là cái đặc điểm nổi bật nhất và cũng hay ho nhất trong cái sản phẩm này. Do cái thiết kế đơn giản nên cái cách hoạt động cũng đơn giản theo. Khi mà anh em muốn khóa lại chỉ cần đưa nó lại gần nhau, nó khóa cực kỳ là cứng và mình có thể tự tin setup nó lên mọi cái bề mặt giống như một cái chiếc Action Cam bình thường mình hay xài thôi. Còn mà muốn mở ra thì anh em chỉ cần bóp hai bên cái lẫy này và lấy ra. Thao tác phải nói là nhanh hơn rất nhiều lần và cái tiếng nghe cũng rất là sướng tai nữa. Một cái đặc điểm hay nữa trên cái thiết bị này là trên từng module cũng như là phụ kiện của nó đều sẽ có 500 mà phân cực rõ ràng, dẫn tới cái việc sẽ không bị lộn cái chiều khi mà gắn vào. Giống như mình đang để ngược chiều nè, nó sẽ đẩy ra cùng chiều nó mới gắn vào được rất là dễ dàng. Và mình vô tình phát hiện ra là tất cả những cái phụ kiện của nó có thể gắn dính với lại nhau thành một cụm như thế này, nó rất là linh động trong việc di chuyển cũng như là cất giữ. Tiện thể mình chia sẻ một chút trải nghiệm với treo áo này ha. Nó sẽ gồm hai phần, đầu tiên là cái phần này mình đeo vào trong cổ của mình và một cái miếng để gắn vào và cố định cái cam nó sẽ lên như thế này đó. Nói về lực hút, nó cực kỳ là chắc. Mình chạy bộ xong rồi mình chạy xe máy, xe đạp, tất cả những hoạt động đều không có xảy ra một lỗi nào. Nhưng nó chỉ phục vụ được cho những cái chuyển động chậm giống như là đi bộ hoặc là chạy nhẹ nhàng thôi. Tại vì sao? Mình đã có thử gắn nó lên, đeo vào ga và cố định vào trong áo và chạy xe máy, và nó xảy ra cái tình trạng là cái khung hình nó sẽ bị giật ra giật vô như thế này và cảm giác cực kỳ khó chịu. Nên mình khuyên anh em chỉ nên sử dụng cái phụ kiện này khi có những cái chuyển động nhẹ như đi bộ hoặc là chạy nhẹ thôi. Trong cái thời gian gần đây, những cái thiết bị mà sử dụng 500 cực kỳ là nhiều và mình có cái cảm giác giống như những cái thiết bị của tương lai. Thao tác rất là dễ dàng và rất là nhanh gọn. Nhưng mà Action 2 này nó có một cái nhược điểm ở cái ngàm, đó là bị trầy máy. Mình sử dụng combo này được khoảng một tuần nhưng mà ở phía dưới đây trầy cực kỳ nhiều, do cái việc là gắn vào cái phần máy sẽ bị đập vào cái lẫy và làm cho cái phần ở dưới đây bị trầy và cái lẫy nó cũng bị trầy luôn. Mới có mấy ngày thôi mà mình thấy trầy nhiều như thế này thì về lâu về dài mình nghĩ là sẽ không tốt lắm. Nó có thiết kế vuông vức như thế này, hoàn toàn không có một cái cổng hay một cái khe thẻ nhớ gì hết. Nó chỉ có những cái chân tiếp xúc phía dưới và một cái nút bấm record ở phía trên. Cái điều này làm cho mình có một chút xíu an tâm hơn về cái việc chống nước. Chúng ta sẽ không cần phải check lại những cái cổng, những cái nắp và chỉ cần cầm lên và quay vào thôi. Nhưng mà mình có một cái lưu ý, những cái module đi kèm sẽ không chống nước cũng như là chống bụi ở những phần cổng cũng như là khe thẻ nhớ. Nếu mà anh em muốn chống nước cho cả combo thì phải sử dụng một cái case riêng, nó sẽ bao trọn cái combo như thế này luôn. Với kích thước cạnh hình vuông 39mm và dày chỉ 22.3mm, nặng chỉ 56g, có thể nói là mình có thể tự tin nhét nó vào rất nhiều ở góc khó cũng như là hẹp khác nhau. Mình thường nhét một cái Action Cam vào trong gầm xe máy để mà quay cái bánh xe cũng như là cái mặt đường. Cái khu vực đó rất là nguy hiểm vì rất là nhiều rung lắc cũng như là nó gần cái bánh xe. Hoặc là mình có thể tận dụng cái trọng lượng nhẹ để lên trên con FPV drone của mình đó. Mình có thể sử dụng nhiều cái máy bay nhỏ hơn mà vẫn có thể có được chất lượng 4K 120 frame. Để đạt được cái kích thước nhỏ và cái trọng lượng nhẹ như thế này thì DJI họ đã hy sinh cái cổng USB-C và cái khe thẻ nhớ, mà nó phải thông qua một cái module đi kèm theo và anh em sẽ chọn là Power Module hoặc là Dual Screen Combo đó, thì nó sẽ có cái khe thẻ nhớ và cái cổng USB-C trên này. DJI cung cấp cho chúng ta hai combo. Đầu tiên là Dual Screen Combo, nó sẽ có một cái module với cái màn hình selfie như này, có luôn pin mở rộng và khe thẻ nhớ cũng như là cổng USB-C. Combo này sẽ có giá là 12.990.000. Bên cạnh đó là cái Power Combo. Cái này chỉ đơn giản là một cục pin mở rộng thôi, cũng có khe thẻ nhớ, cũng có cổng USB-C. Giá của cái combo này sẽ là 10.490.000, sẽ rẻ hơn một chút xíu. Thì từ hai cái combo này mình có thể thấy là chúng ta sẽ có hai cái đối tượng người dùng. Đầu tiên, Dual Screen Combo sẽ phù hợp với là những cái người dùng sử dụng để quay vlog, quay food, quay du lịch. Nó rất là đơn giản và nó cần một cái màn hình để có thể quay selfie được. Cũng như là combo này sẽ cung cấp thêm một phụ kiện để có thể gắn lên chân máy, thì nó cũng rất là phù hợp với những nhu cầu của
anh em quay vlog có thể để lên trên máy, để lên gimbal hoặc là trên bạch tuộc một thứ. Bên cạnh đó là power combo thì nó sẽ lại phù hợp người dùng, họ cần những cảnh quay chỉ cần gắn lên trên xe hoặc là gắn lên chỗ nào đó, họ không cần nhìn vào cái màn hình selfie, đó một cái góc quay họ sẽ set up trước. Thường là những cái nhà làm phim hành động hoặc là những anh em mà cần những cảnh quay nó mang tính tốc độ cao. Mình cũng đã tự đặt mình vào hai cái trường hợp này. Thì ở cái trường hợp đầu tiên mình có quay bằng cái con dual screen này, nó có thể quay tin tức phát, quay những cái clip TikTok, đặc biệt là nó có cái cảm biến để có thể nhận được phép dọc và chia sẻ, có thể đăng lên TikTok ngay lập tức luôn mà bỏ qua một cái bước là xoay cái video lại, rất là hay. Bên cạnh đó thì mình cũng tận dụng rất là tốt cái màn hình selfie này. Khi mà mình sử dụng cái màn hình selfie thì phần phía sau nó sẽ lock lại, anh em sẽ không có bị cái tình trạng là bấm nhầm đó. Mình thấy cái tính năng đó cũng rất là hay. Rồi cái power combo này thì mình sử dụng nó thêm một cái kiểu là những góc setup trước đó, và mình sẽ tận dụng cái khả năng quay 4K 120 frame để tạo ra những cái cảnh quay hành động rất là đặc sắc. Có một cái điểm trừ mà mình nhận thấy trên cái dual screen này, đó là khi mà mình quay selfie, cái phần màn hình nó nằm ở phía dưới camera và đôi khi mình sẽ phải nhìn xuống để mà check khung hình nó như thế nào. Có nghĩa là khi mình đang quay, mình nhìn vô máy quay như thế này, xong mình nhìn xuống, mình check, nhìn lên, nhìn xuống. Thì anh em phải tập làm sao mà để nói mà không phải nhìn xuống chắc, hoặc là khi mà mình nhìn xuống thì mình không nói, để cắt cái khúc đó ra. Còn trên power combo thì sao? Đối với những cái nhu cầu mà mình vừa nêu là mình bỏ lên những góc trên xe hoặc là trên FPV roll, thì mình thấy là cái thời lượng pin trên con Action 2 này nó không đủ đáp ứng cái nhu cầu của mình. Nó tương đối ngắn, nó quay tầm 10 phút đến 15 phút là nó áo pin đỏ rồi, thì mình phải gắn vào để mà sạc tiếp, để mà tiếp tục sử dụng. Đó là một cái trải nghiệm cũng tương đối không tốt lắm. Đôi khi nó làm cho cái công việc của mình bị chậm hơn, mình sẽ phải đợi cái pin này sạc và mới có thể tiếp tục xài. Đó là cái trải nghiệm của mình về cái sử dụng hai cái combo này. Anh em có thể xem xét về cái tính chất công việc của anh em cũng như là sở thích để có thể chọn được cái combo chính xác và phù hợp với anh em hơn nha. Ở Action 2 sẽ có khả năng quay 4K 120 frame. Cái chuẩn này ở thời điểm hiện tại là tương đối là phổ thông trong cái bối cảnh mà cái nhu cầu quay slow motion ở độ phân giải 4K đang rất là cao. Cái cụm camera sẽ có cái cảm biến với độ lớn là 1/1.7 inch. Nó tương đối là lớn hơn GoPro chỉ 1/2.3 inch mà thôi. Cái khẩu độ sẽ là f2.8, góc nhìn là 155 độ FOV. Còn về khả năng chống rung, chúng ta sẽ có hai khả năng chống rung, đó là Rock Steady ở 4K 120 frame và Horizon Steady ở Full HD 60 frame. Cái Horizon Steady này có nghĩa là khi mà anh em quay thì nó sẽ lock lại cái frame đứng luôn, và anh em cho dù có xoay ngang xoay dọc như thế này thì nó vẫn sẽ là cái frame đứng, và cái khả năng này với mình là nó chống rung cực kỳ là tốt. Kể cả Rock Steady cũng vậy, mình có thể tự tin đi bộ mà cầm Action 2 để quay mà thôi, thậm chí là mình chạy luôn thì cái khung hình của mình vẫn ổn định và không có nhiều sự rung lắc. Thì cho dù có đi nữa thì nó cũng chỉ thể hiện rằng cái action của mình là mình đang đi bộ hay là mình đang chạy mà thôi. Cái khả năng chống rung này khi mà kết hợp với những cái phụ kiện giống như là cái cài áo hồi nãy mình có demo thì nó cực kỳ là tuyệt vời. Nó có thể cho mình cái góc nhìn FPV First Person View rất là sáng tạo, và mình có thể tùy biến nó trong rất là nhiều shot quay khác, giống như là mình nấu ăn hoặc là mình làm những công việc pha chế cà phê và đi du lịch các thứ, thì nó sẽ cho mình cái góc quay mà nó nhìn thú vị hơn. Nói kỹ hơn về cái khả năng chống nước của Action 2 thì nó có thể xuống độ sâu là 10m, và khi kết hợp với cái case thì nó có thể xuống độ sâu 60m. Và mình lưu ý lại một lần nữa là những cái module đi kèm theo cái Action 2 nó sẽ không có chống nước. Anh em nên lưu ý cái này, đưa xuống cái là hư liền nha. Action 2 sẽ kết nối qua cái app DJI Mimo giống như cái OM5, OM4, và nó gần như là sử dụng và điều khiển được tất cả những cái tính năng bằng điện thoại. Mình có thử kết nối và nó cũng rất là đơn giản thôi. Khi mà bạn bật app Mimo lên, bật cái Action 2 lên thì nó sẽ tự động nhận và đưa cho bạn cái tùy chọn là Connect. Có một cái mình hơi tương đối là không hài lòng, đó là tốc độ truyền tải từ Action 2 qua smartphone. Thì mình có ghi nhận được cái tốc độ là tầm 20 đến 25 MB trên giây. Thì đối với những cái hình ảnh thì nó cực kỳ là nhanh, nhưng mà khi mình quay 4K 120 frame thì mình phải đợi khá lâu để mà tải những cái video qua điện thoại của mình. Cho nên là hầu như mình thường không sử dụng cái tính năng truyền tải này cho video, mà toàn là thông qua cái module và kết nối bằng USB-C thì nó sẽ nhanh hơn.
Tiếp theo thì mình sẽ mời anh em đi sơ qua cái menu của Action 2 để có thể hiểu thêm về cái cách điều khiển cũng như là những cái menu nó sẽ có cái gì. Thì đây là cái giao diện chính khi mà anh em vừa mở cái Action 2 lên. Chúng ta sẽ điều khiển bằng cách vuốt qua trái, phải hoặc là giữa màn hình để điều khiển những cái menu. Thì phía bên phải đây chúng ta sẽ có những cái menu điều khiển cơ bản đó, giống như là Pulse nè, White Balance nè, đó, Color các thứ mình có thể có chỉnh được, D-Lock nha, Cine Light. Rồi cái FOV này nó sẽ chỉnh cái góc nhìn đó, mình sẽ có Wide, Ultra Wide đó. Ok ha. Kế bên lại là cái menu về âm thanh. Rồi thì cái này mình cứ để mặc định là nó ok rồi. Phía trên chúng ta sẽ có những cái cài đặt cơ bản này, full màn hình nè, khoảng màn hình, chuyển đổi cái bộ nhớ từ bộ nhớ trong sang bộ nhớ SD card nè ha. Rồi cái này mình thường sẽ sử dụng bộ nhớ trong. Kế bên chúng ta sẽ có cái chế độ Pro là điều khiển được nhiều cái thông số hơn. Cái này là điều khiển gần giọng nói nè, voice control nè, cái này là khóa cái xoay. Cái xoay này sẽ khóa lại cái nhận diện dọc, cho nên là khi mà anh có thì chọn này nó sẽ để luôn là ngang đó. Điều chỉnh độ sáng màn hình đó. Rồi cái này cơ bản thôi. Ok, mình sẽ đi ra cái phía bên phải bên đây. Khi mà vuốt qua thì nó sẽ là xem lại, playback lại những cái video mà chúng ta đã quay. Ở đây mình đã có quay rất là nhiều cái video này, điều hướng dạng lưới đó. Khi mà xem thì anh em cũng có thể tua được đây. Đó, rất là tiện lợi luôn, có voice hoặc có âm thanh hoặc là không. Đó, ok. Thì trả ngược lại menu chính ha. Thì ở phía dưới này mình sẽ có thể chọn được độ phân giải đó và frame rate. Thì mình sẽ thường để ở 4K 120 frame để lấy những cái cảnh quay hành động. Rồi thì phía trên này anh em có thể thấy chữ RS đó, trong này sẽ là cái chế độ chống rung. Mà mình lưu ý nha, cái Rocksteady này mới có thể hoạt động ở 4K 120 frame. Còn bình thường nếu mà muốn sử dụng cái Horizon thì anh em phải đưa về cái 1080 này đó, thì nó mới có Horizon Steady đó. Rồi ok. Thì trái phải trên dưới rồi, thì còn ở giữa màn hình thì sao? Khi mà anh em quẹt ở giữa màn hình qua trái và phải thì nó sẽ có cái tùy chọn đó, chuyển đổi qua photo hoặc là video hoặc là playback đó, slow motion. Rồi đây là những cái chế độ quay đó, đó là phần ở giữa. Thì cái giao diện cũng như là cách điều khiển cái Action 2 nó như vậy thôi, nó cực kỳ là đơn giản luôn. Mình là một người chơi FPV rồi và mình cực kỳ hứng thú với cái Action 2 này. Nặng 56g mà có thể quay được 4K 120 frame, chưa kể là một cái 1500 như thế này. Nó sẽ cho bạn những cái trải nghiệm cực kỳ là đáng giá. Cho dù bạn là một vlogger, một người làm về ẩm thực hay là du lịch, hoặc là một cái nhà làm phim ở những cái cảnh quay cực kỳ là nhanh, hành động và ấn tượng, thì mình nghĩ là Action 2 vẫn sẽ đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu của bạn. Anh em nghĩ sao về hai combo này? Hãy cùng thảo luận với mình ở phần bình luận phía bên dưới nha. Ok, cảm ơn và xin chào anh em.